Kinh nghiệm bấm đọt mướp. Chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video trước các bạn có hỏi tại sao phải bấm đọt mướp, bấm như thế nào để mướp cho nhiều trái. Trong video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn kinh nghiệm bấm đọt mướp để cho nhiều trái, cũng như kinh nghiệm phòng trừ ruồi đục trái và bọ xích đen gây hại mướp. Trước tiên là lý do tại sao phải bấm đọt mướp. Mướp là cây cho trái rất sai, gần như mỗi lá cây có một nụ hoa như thế này. Tuy nhiên, mướp là cây có sức sinh trưởng rất mạnh. Các bạn có thể thấy ở đây, mỗi ngày chồi có thể vươn dài đến 20 cm. Đặc điểm của cây có sức sinh trưởng mạnh là dinh dưỡng chủ yếu tập trung phát triển cành, chồi và lá. Do đó, nếu không bấm đọt hoặc bấm đọt muộn, thì dinh dưỡng của cây chủ yếu tập trung để phát triển chồi non và thân, lá. Các nụ hoa ở xa đỉnh chồi sẽ không được cấp đủ dinh dưỡng, sẽ bị thoái hóa và rụng đi. Các bạn có thể thấy ở đây, chồi này có nhiều nụ hoa, nhưng khi bấm đọt muộn, các nụ hoa bên trên được cấp đủ dinh dưỡng và phát triển thành trái như thế này, còn các nụ bên dưới không được cấp đủ dinh dưỡng đã bị thoái hóa. Do đó, không bấm đọt hoặc bấm đọt muộn thì khả năng đậu trái của mướp rất thấp. Mướp cũng như các loài thực vật khác, chồi đỉnh thường ức chế chồi bên dưới. Do đó, nếu các bạn không bấm đọt hoặc bấm muộn, khi chồi này vươn dài ra, các điểm sinh trưởng bên dưới cũng không thể phát triển thành chồi được. Các bạn có thể thấy ở đây, chồi này có nhiều lá nhưng chỉ có hai chồi bên trên này mới phát triển, còn chồi bên dưới không phát triển được do những chồi bên dưới bị chồi trên ức chế. Số lượng chồi trên cây sẽ không nhiều, khi đó cây sẽ không cho nhiều trái được. Như vậy, để trồng mướp cho nhiều trái, các bạn bấm khi trên chồi vừa ra đủ 3 lá nhỏ như thế này, các bạn chỉ bấm một tí ở đỉnh chồi. Khi các bạn bấm sớm, các nụ hoa này được cung cấp đủ dinh dưỡng trong thời gian đầu sẽ tăng khả năng đậu trái. Các bạn bấm như vậy mỗi chồi cho từ 2 đến 3 trái và phát triển thêm từ 2 đến 3 chồi tiếp theo, và đến đợt trái kế tiếp lượng trái sẽ tăng lên gấp 2 đến 3 lần. Tăng đến khi cây già thì chồi sẽ phát triển chậm lại và số lượng trái sẽ không tăng nữa. Thứ hai là phòng trừ ruồi đục trái. Ruồi đục trái tấn công lên trái từ khi trái còn nhỏ đến khi trái lớn. Trái cây bị ruồi đục làm giảm giá trị, giảm chất lượng và không xuất bán được, có khả năng làm thất thoát hơn 50% năng suất. Đặc điểm của ruồi đục trái là ưa thích mùi hương phát ra từ trái mướp. Đây là những yếu tố thu hút ruồi đến sinh sống và gây hại. Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc sâu vào vỏ trái. Chúng thường đẻ trứng lên phần tiếp giáp giữa vỏ và thịt trái. Vỏ trái nơi ruồi đục thường chảy mủ, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm bệnh tấn công làm thối trái và trái có thể bị rụng. Để phòng trừ ruồi đục trái cho vườn mướp, các bạn có thể dùng hai loại bẫy là bẫy đuổi và bẫy bắt ruồi. Cách làm hai loại bẫy này tôi có chia sẻ trong video trước, các bạn hãy tìm xem thêm nhé. Đối với bẫy đuổi ruồi, các bạn treo bên trong vườn mướp và phía trên gió. Khi đó gió thổi mang chất tạo mùi đi khắp vườn mướp, làm cho ruồi không tiếp cận khu vườn. Còn bẫy bắt ruồi, các bạn treo bên ngoài vườn mướp và phía dưới gió. Khi đó ruồi bay đến gần vườn mướp sẽ vào bẫy, như vậy hiệu quả của loại bẫy này sẽ cao hơn. Vì bẫy bắt có chất dẫn dụ ruồi, nếu các bạn treo phía trên gió, ruồi nghe mùi hương dẫn dụ bay đến, khi chưa vào bẫy ruồi sẽ gây hại cho mướp. Vấn đề thứ ba là phòng trừ bọ xích đen. Mướp là cây ưa thích của bọ xích đen. Chúng chích và hút nhựa cây làm cho lá co cúp lại, cây phát triển kém, làm giảm năng suất của cây. Đặc điểm của bọ xích đen là khi bị đe dọa hoặc gặp kẻ địch, chúng tiết ra chất tiết có mùi khó chịu và gây độc cho các loài khác. Chất tiết này có thể gây bỏng da chúng ta. Chính vì vậy chúng làm cho các loài thiên địch trong vườn mướp bỏ đi hết. Để phòng trừ bọ xích đen, các bạn dùng các loại hóa dược có mùi để phun xịt sẽ đuổi được bọ xích đen. Các bạn có thể dùng tinh dầu tràm hoặc thuốc trừ sâu sinh học Abamectin để phun xịt. Lưu ý là các bạn phun với liều thấp, khoảng 1 đến 2 ml, pha với 5 lít nước là có thể đuổi được bọ xích đen. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bạn kinh nghiệm bấm đọt mướp, cũng như cách phòng trừ ruồi đục trái và bọ xích đen gây hại cho cây mướp. Video của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Còn rất nhiều video chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống, được phát trên kênh Thư Giãn và Cuộc Sống. Các bạn hãy đăng ký để theo dõi nhé. Thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.